Xin chào tất cả bạn, mình là hỗ trợ đồ án công nghệ thông tin đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái đề tài cực kỳ hay liên quan đến kiểu hacker ấy, là kiểm thử hệ thống. Cái này là penetration testing hay người khác gọi là beta test đấy, chứ không phải là cái kiểu người tester các bạn ạ, hay làm đâu. Có nghĩa là mình phải đóng vai trò là thằng hacker, mình tấn công một hệ thống đấy. Thì đồ án này được làm đề tài đồ án tốt nghiệp bên Học viện Kỹ thuật mà Ban Cơ Chính phủ. Đồ án này thì được thầy bên Trung tâm Công nghệ thông tin giám sát an ninh mạng về Ban Cơ Chính phủ hướng dẫn, và số điểm của đề tài này được 7.8 đó. Để đồ đoàn này mình giá ở mức khá là khó, một cái tiêu chuẩn khá là khó. Thì mình sẽ đi qua một số nội dung. Mình xin phép được đi qua một số nội dung. Ở phần nội dung này sẽ gồm có 3 chương. Chương thứ nhất là tổng quan về kiểm thử an toàn hệ thống. Đó. Cái chương này thì ở mức lý thuyết thôi, các bạn có thể xem và tìm hiểu qua nào. Cái thứ hai là tiêu chuẩn kiểm thử BTS và quy trình kiểm thử dựa trên tiêu chuẩn BTS. Thì cái BTS này thì là tiêu chuẩn của bên trên thế giới, là cái tiêu chuẩn này liên quan đến các hacker mà hacker màu đen đấy. Rồi đây là một số các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn này, và cùng là mình sẽ áp dụng cái quy trình kiểm thử này dựa trên cái tiêu chuẩn BTS để thực nghiệm kiểm thử cho cái hệ thống. Thì mình xin phép được đi vào cái mô hình của cái hệ thống này luôn, và cái mục tiêu của kiểm thử hệ thống này anh chị ạ, kiểm thử ở trong nội bộ của mạng LAN để phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật mà hacker nó có thể xâm nhập vào được đó. Thì ở đây mình sẽ sử dụng Kali Linux ở mức basic thôi, ở mức giò quyết thôi, vì các bạn chỉ cần hiểu được cái bản chất của cái kiểm thử BTS này là gì mà áp dụng cái quy trình đấy vào được đó. Thì ở đây là mình sẽ đề xuất một cái số mô hình đó, mô hình triển khai thực nghiệm. Mô hình triển khai thực nghiệm ở đây thì sẽ có 3 cái các bạn lưu ý. Thứ nhất là vùng mạng LAN, thứ hai là vùng mạng WAN và vùng mạng BMZ, thứ ba là vùng mạng VPN, cuối cùng là bên ngoài Internet rồi. Thì ở đây mình bà cũng là có đưa ra các nội dung liên quan đến các mạng ở rất là chi tiết. Và cái vấn đề ở đây các bạn là gì, các bạn phải sử dụng cài ở trên đây mình có sử dụng là Ubuntu làm server, thì cái nhiệm vụ ở đây các bạn phải làm sao có thể cấu hình được dịch vụ Samba ở trên Ubuntu này. Thì cái dịch vụ Samba đó là gì, dịch vụ Samba đó là cái kiểu là khi các bạn đi làm công ty ấy, thì sẽ có một cái máy chủ, và cái máy chủ đấy thì nó có một cái file nó sẽ chia sẻ được tất cả các máy client gọi là máy khách ở trong đấy cho các bạn, nó là cái dịch vụ Samba. Nó sẽ sử dụng hệ điều hành Linux và nó sẽ chia sẻ cho các hệ điều hành Windows đó, hiểu đơn thuần như vậy. Và các bạn sẽ tạo được VPN, cái VPN này thì các bạn phải tạo tự động tạo nó. Thì mình cũng có để một cái video VPN để cho các bạn tham khảo. Thì để tạo được một cái VPN đấy thì bạn phải có ba cái thiết bị và cái máy ảo, thứ nhất là data center, thứ hai là server VPN, và cuối cùng là client đó. Hầu như là mình khi mình làm cái báo cáo nào thì làm đến đâu mình sẽ có cái video demo đến như vậy, được chưa đó. Thì nó chỉ lưu ý một số vấn đề như vậy thôi, và cuối cùng là mình sẽ đi vào kiểm thử hệ thống online, được chưa đó. Sau khi kiểm thử hệ thống này thì mình sẽ sử dụng các câu lệnh ở mức bình thường để mình giải quyết, và sử dụng các câu lệnh trên đây đó, nội dung rất chi là chi tiết đầy đủ. Và đây mình xin phép được show ra cái video demo và các bạn có thể xem nghỉ kỹ qua. Các bạn có nhìn cái địa chỉ các bạn này, nó khác nhau là một cái đó. Thì các bạn có thể xem qua mình quay video rất chi là đầy đủ và chi tiết cho bạn đấy. Mỗi cái mask khác nhau là một địa chỉ, là một con máy tính, thì có lỗi cái phần đồ cái này gì đó nó, nhưng mà HTTP này mở là mở là chắc chắn là sẽ bị tấn công và có lỗi bảo mật, được chưa. Thì ở đây là một số lỗi, ví dụ như bạn sử dụng cái lỗi bảo mật này đó, thì trên đây ví dụ như là bạn nhìn qua bao nhiêu thiết bị, ví dụ ở đây là mình có ví dụ như số thiết bị lỗi bảo mật đúng không, thì bạn phải nhìn cái địa chỉ các bạn này, nó khác nhau là một cái, mỗi cái mask khác nhau là một địa chỉ, là một con máy tính, bởi vì mỗi máy tính sinh ra là có một địa chỉ mask nó cố định rồi, không bao giờ thay đổi được. Thì có nghĩa là một máy tính là bị có lỗi bảo mật này, hai máy tính là có lỗi bảo mật này, được chưa? Ba máy tính là có lỗi bảo mật này, có nghĩa chỉ cần trong cái thái mạng này thôi mình là có ba cái lỗi bảo mật, ba cái máy tính có lỗi bảo mật, đúng không? Số thiết bị đấy thì mình có thể ghi là ba máy tính thôi. Đó, thì trên đây là toàn bộ cái video demo mà mình đã quay và mình làm sản phẩm nhộn đấy. Thì video demo khá là dài, tận gần 15 phút 30 giây. Đấy, thì các bạn nào có nhu cầu là liên hệ với bên mình, có thể làm các đồ án về bên test hoặc là các đồ án về công nghệ thông tin, an toàn thông tin. Thì các bạn có thể liên hệ và chủ động liên hệ. Video đến đây xin hết.